là Nga đang phàn nàn với Thổ đó, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ đã bán những máy bay không người lái cho Ukraine. Dĩ nhiên là ông Nga ông giận dữ rồi, phải chịu thôi, tại vì bù lại ông đi ông đánh người ta, ông xâm phạm, ông xâm lăng, bây giờ bên kia giúp thì chịu thôi. Nhất là ông Thổ Nhĩ Kỳ ông khôn, ông trả lời là cái này là không phải chúng tôi, không phải là hai quan hệ hai chính phủ, cái này là những công ty tư nhân và đã bán từ trước cái chuyện là quý vị xâm lược, từ trước cái biến cố Nga xâm lược rồi, chứ không phải là mới đây đó. Ông khôn, Thổ thì ông rất khôn, nhưng tuy nhiên mình cũng phải cho nước này một cái credit là người ta hay nói đó, ách giữa đàng quàng vào cổ, tức là sẽ ông lơ chuyện này đi, nhưng mà rõ ràng ông ta offer, vì chúng ta có quan hệ hai bên Ukraine và Nga, cho nên chúng ta chính là nước mà sẽ đề nghị đàm phán đó, ít ra chúng ta cũng có cái thiện chí đó, thì hy vọng là trong tương lai có thể đi đến được cái điều đó. Thì bản tin cụ thể như sau: Nga đã phàn nàn với Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này bán máy bay vũ trang không người lái, tức là Bay Attack, tức là TB2 cho Ukraine. Đây là một quan chức cấp cao của Thổ cho biết hôm thứ Sáu, là hôm nay đây. Nhưng vị này nói thêm rằng đây là một công ty tư nhân của Thổ Nhĩ Kỳ, chứ không phải là giao dịch này giữa hai nước. Tổng thống Putin đã điều quân xâm lược vào Ukraine ngày 24 tháng 2. Ông ta vẫn gọi đó là chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa. Rồi ông ta cứ đổ cho cái ông Zelensky là có cái đầu óc phát xít. Và trong khi chúng ta biết rồi, rồi lại còn tố cáo ông đó là một người hư hỏng, xì ke ma túy, trong khi ông ta là một tổng thống được bầu một cách rất chính thức, hợp pháp. Kiev và phương Tây cho rằng ông Putin đã phát động cuộc chiến tranh này hoàn toàn vô cớ. Người Nga khó chịu, thỉnh thoảng lại phàn nàn với chúng tôi. Đây là một quan chức người Thổ nó nói. Và họ vẫn tiếp tục phàn nàn là tại sao chúng tôi bán máy bay không người lái cho bên Ukraine. Nhưng chúng tôi đã đưa ra câu trả lời rằng đây là các công ty tư nhân. Việc mua máy bay không người lái này được thực hiện từ trước cái chiến tranh. Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ với Nga về năng lượng, quốc phòng, thương mại, phụ thuộc rất nhiều vào khách du lịch của Nga. Công ty hàng quốc phòng của Thổ, tức là Baykar, đã bán máy bay không người lái cho Kiev bất chấp sự hợp tác, bất chấp sự phản đối của Nga, và ký thêm một thỏa thuận hợp tác nữa trước khi xảy ra cuộc xâm lược này, khiến cho bên Moscow tức giận. Thổ Nhĩ Kỳ là một nước thành viên NATO và có chung đường biên giới với Ukraine và Nga ở Biển Đen, có quan hệ tốt với cả hai nước và đang đóng cái vai trò hòa giải trong cuộc xung đột này. Tuy ủng hộ Ukraine và chỉ trích hành động xâm lược Nga, song Thổ Nhĩ Kỳ cũng phản đối các biện pháp trừng phạt trên diện rộng của phương Tây đối với Moscow, nói rằng các kênh liên lạc cần phải để bỏ ngỏ, để Thổ nghi ngờ về cái tính có thể hiệu quả của các biện pháp này. Ankara cũng phản đối các chính sách của Nga ở Syria và Libya trước đây, cũng như ngay cả cái việc sát nhập vào Crimea hồi năm 2014. Sau cuộc đàm phán hòa bình giữa các nhà đàm phán của Istanbul tuần trước, Ukraine đã liệt kê một số quốc gia bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ và các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là những nước có thể bảo đảm an ninh cho Kiev nếu sau này có cái thỏa hiệp đó. Thì cần phải một số nước lớn để mà bảo trợ cái vấn đề an ninh đó. Vị quan chức bên Thổ đã cho biết là một số quốc gia được Ukraine nêu tên sẽ phải đối mặt với các vấn đề pháp lý khi họ giữ tư cách là nước bảo đảm an ninh. Song quan chức này không nói rõ cái chi tiết. Thổ thì cho biết rằng về mặt nguyên tắc họ sẵn sàng trở thành một nước bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng còn cần phải hoàn thiện các chi tiết của khuôn khổ này. Thưa quý vị.